Bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần ấn tượng của hai chàng trai. Mỗi người mỗi nét. Sang và Tuấn ấn tượng lại hoặc kiên định giữ lập trường của mình. Tuấn trước đi. Dạ, chị cho bao nhiêu lần thì em cũng không thay đổi quyết định của mình. Và bạn ấn tượng số 2, bạn Hiền Anh. Wow, bạn Hiền Anh, chúc mừng Hiền Anh. Sang ơi, Sang, suy nghĩ nè, coi coi mình có nên chọn lúc ấn đầu tượng khác không nè. Em có một tí xíu thay đổi. Và thay đổi là cái cảm xúc đó, ấn tượng đó thuộc về bạn. Số mấy bà con ơi, số mấy? Vấn đề số 3, vấn đề số 3. Nội ngoại hai bên, dạ bớt rung động lại để người ta rung nha. Và ấn tượng là dạ, số 2. Wow. Số 2. Vẫn là Hiền Anh. Một vị trí mà có tới 2 sự ấn tượng. Hai bạn đã ấn tượng rồi. Tôi mời hai bạn lên đó quay mặt lại. Chúng tôi sẽ cho tất cả khán giả xem dung nhan thật sự của bạn cô gái. Đó, xuống đi, quay mặt ở đây. Mời màn hình thật của ba bạn. Đây là gương mặt khả ái của cả ba. Wow, wow. Dễ thương quá, yêu quá nha. Số 1 sao nè. Đó là Tiểu Nhi, đó là Tiểu Nhi. Số 3 sao nè. Số 2 sao nè. Hiền Anh. Đây chưa có ai mà chân thật như đội gia đình tôi. Khách quan lắm luôn. Vô cùng khách quan. Có đổi không? Dạ không ạ. Đổi không? Càng ít người thích thì em càng có cơ hội nhiều. Nè, gia đình nội ngoại biết hình như không ai còn tin gia đình mình nữa. La như cắt họng. Nhưng mà người ta cũng không đổi nha. Gia đình mình bớt lại. Giỡn chơi thôi, đó là rung động của tụi em. Gia đình chị cũng bưng quả đứng kế bên chờ ăn đám cưới thôi. Quyết định không có sự thay đổi. Mời hai em về chỗ, mời tắt màn hình. Và bây giờ chúng ta hãy chờ đón xem nhan sắc thật sự trên sân khấu của hai cô nàng mang tên Tiểu Nhi và Trương Mạn Ngọc như thế nào. Xin mời. Anh ổn. Chú đứng ngay trái tim làm gì vậy? Tính rước ra, rước dâu. À, mà là giơ hai bàn tay của hai cô dâu đi ngang qua mặt luôn. Dễ thương quá, hát hay nè. Chính xác luôn, dạ, dễ thương. Cảm ơn quá. Hai em đã tham dự chương trình. Với chàng trai năm ấy, em sợ hãi. Sợ tiến một bước sẽ thành người dưng, lùi một bước lại thành người cũ. Với chàng trai hiện tại, em cũng sợ hãi. Sợ tỏ tình rồi lại mất đi một người bạn. Sợ đưa tay ra chờ đợi rồi tự mình rụt lại. Cùng là nỗi sợ, cùng là sự đắn đo, nâng lên đặt xuống. Và rồi tần số chệch nhịp ngay trước khoảnh khắc hai đứa chạm mặt. Nhân duyên trên cuộc đời này, có những mối quan hệ dù biết đang xấu đi nhưng lại chẳng cách nào cứu vãn nổi. Thế là hết duyên. Nhân duyên trên cuộc đời này chẳng thể gồng mình thừa nhận rằng đó là yêu nếu chỉ một người dấn bước về phía trước. Thế là duyên dừng lại ở tình bạn cùng lời để ngỏ. Vì là để ngỏ nên cái gì cũng lưng chừng, kể cả nỗi buồn lưng chừng ngay lúc này. Và bây giờ xin mời quý vị đến với một phần cũng rất là quan trọng, bí mật của chàng. Và bây giờ thì xin mời kết nối với điện thoại của cả hai. Chắc là ngồi gần bên tôi đi. Hình ảnh đi. Bạn áo đỏ là ai? Dạ bạn áo đỏ là em chị. Em, con mẹ hả hay ai? Bố mẹ em. Mami kìa, papa kìa. Wow. À, cái này là hôm bữa xem kịch hả? À, gia đình Thái em Thăng đi xem kìa. Kịch bông hồng cài áo hả? Thích đi coi kịch. Mình vô danh bạ đi. Ừ, Ngọc Trân nè. Ngọc Trân là ai vậy em? Ngọc Trần là đó là chị em à. À chị. Đây là bố em. Bố Đức nè. Con có dấu hiệu gì lạ lạ không? Danh bạ nào? Có trái tim nào không? Bé ba mê. Đó, Eddie. Lại liền.
Sao căng thẳng ai vậy? Ai vậy? Bạn nói trước đi. Bạn gái cũ. Bạn gái cũ hả? Tên là Eddie. Oh. Mắc gì bạn gái cũ không xóa đi. Với em thì mỗi người đi qua đây em đều có một ý nghĩa gì đó. Cho nên là xóa trái tim đó ông Thận. À thế này tại vì em không dùng nhiều, em không gọi nhiều cho nên không có nhớ để em xóa. Trời ơi phải khéo mấy cái vụ này. Nó edit liền bây giờ. Trời ơi người ta xóa liền trước mặt rồi kìa bé anh ơi. Trời. Anh này anh thật thà. Quay qua thấy mặt đỏ kêu anh gọi điện cái anh gung. Quýu liền. Quýu liền cho nên là bé anh ơi yên tâm. Sang mở cái điện thoại lên coi. Có hình chị nè. Ê chị kìa chị làm gì vậy? Chị gặp em rồi hả? Quay chung ngồi cái bên kìa. Xin lỗi tụi em tại vì quay quá nhiều chị không nhớ nổi. Đa số là hình công việc. Trời ơi đồ ăn quá trời đồ ăn luôn. Trời ơi mực kìa. Đồ ăn này là mỗi lần em về quê là em nấu. Em nấu hả? Vậy hấp dẫn vậy? Dạ. Em cho chị một món nào em nấu đi. Món này hấp dẫn nè. Mực hấp nước dừa. Hấp nước dừa nữa chứ trời. Để nước miếng nè. Chả cá thác lát. Trời ơi. Cái món này là duyên quê ngoại em gửi lên. Ở Cà Mau gửi lên. Trời. Thôi bây giờ mình qua tới cái đồng hồ báo thức của bạn đi. Nhiều vậy? Hiện nguyên ngày luôn hả? Giờ nào cũng có mặt hết. Dạ tại vì công việc của em nó không giờ giấc nó không có cụ thể thứ như là chương trình đi lúc nào em đi lúc đó thôi. Rồi bây giờ mình coi nhạc đi giải trí. Đầy luôn anh thấy. Nhiều chứ trẻ trẻ cũng có nè. Lãng mạn kiểu Hà Anh Tuấn cũng đầy luôn này. Đà Lạt. Anh chàng này anh thích là Anh Tuấn, nhạc Anh Tuấn không? Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta đã khám phá ra một số điều thú vị của anh chàng Sang. Bé anh sẽ được khám phá hai cái điện thoại của anh chàng này. Dạ. Và sự quyết định sẽ ngược về cho bé anh. Yeah. Rồi mời các bạn cho chúng tôi xin vài phút để anh khám phá hai cái điện thoại này. Mời hai chàng trai về vị trí. Và bây giờ đàn trai đàn gái đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Chờ đón xem tần số tình yêu sẽ xuất phát và phát tín hiệu đến chàng trai nào đây. Chỉ một cuộc gọi mà thôi. Tuấn ơi em nói vài lời đi để ba anh có gọi cho em hay không. Đốn tim nàng đi nào. Từ đầu tới giờ là mình chỉ có một quyết định duy nhất. Đó là chọn bạn Hiền Anh thôi. Cho nên là mong bạn cũng nhận ra tình cảm chân thành của mình. Đến với nhau thì chắc là con chó con mèo cũng vui lắm. Hay tâm lý thực tế. Được. Biết người ta thích thú cưng đẩy chó mèo vô sao người ta chịu nổi. Bây giờ hai bạn giơ cái điện thoại lên đi. Đón nhận và Hiền Anh sẽ là người quyết định gọi cho Tuấn hay là gọi cho Sang. Gia đình nội ngoại em đã bưng sẵn mâm quả chỉ tràn vô đạt đám cứ thôi. Đếm ngược nè. 10 9. Cái giọng của bạn số 4 nghe rất là dễ thương. Và giọng bạn số 2 nghe rất là chuyên nghiệp và chững chạc nha. Nhưng bây giờ nếu mà anh muốn thì em có thể bế con chó của em qua nuôi chung với con mèo của anh được không? Dạ nếu mà chó mèo cãi nhau nhưng mà ba mẹ hòa hợp thì cũng vì con mà hòa hợp với nhau. 8 7. Em ấn tượng nhất là bạn số 3. Dạ em giữ nguyên ý kiến ban đầu của em là bạn số 2 ạ. 6 5. Em có một tí xíu thay đổi. Và thay đổi là? Dạ số 2. 4 3 2. Dạ chỉ cho bao nhiêu lần thì em cũng không thay đổi quyết định của mình. Là bạn số 2, bạn Huyền Anh. 1 và tần số tình yêu sẽ xuất hiện ở điện thoại của chàng trai. Wow. Nhật Tuấn. Alo Tuấn. Nhật Tuấn nghe máy nào. Anh rất vui vì em đã chọn anh hôm nay. Thôi bây giờ mình quay lại nói chuyện đi, tốn tiền điện thoại em quá. Thực tế ghê, yêu quá. Hiền Anh, nói thẳng, tốn tiền quá anh ơi. Rước nàng về. Rước nàng lên trên đây đứng. Rồi, dễ thương quá, bé xinh nữa. Nhìn Hiền Anh cái. Nói cho tôi cảm giác sao nè. Hiền Anh rất là xinh đẹp và có một giọng hát rất là hay. Đúng vậy. Dạ cảm ơn anh. Em thấy sao làm sao? Anh đẹp trai lắm. Nhưng mà tại vì anh Tuấn anh nuôi động vật giống em. Dễ thương quá. Về đi. Về đi. Nói với chào tạm biệt em nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Em thấy không, tất cả các bạn đây đều ủng hộ em hết. Chúc em thành công trong cuộc sống. Dạ chào chị. Chào em. Tạm biệt Thanh Sang. Cảm ơn Sang.
Mời cặp đôi vô giữa. Rất là đẹp đôi luôn á, dễ thương lắm luôn. Bây giờ được nắm tay rồi, nói gì với là Hiền Anh coi. Nắm hai tay. Anh rất vui vì hôm nay đã có cơ hội được gặp em và tìm hiểu thêm nhiều về em. Thật sự là giọng hát của em rất là hay và khiến là anh siêu lòng luôn, thật sự. Dạ, cảm ơn anh. Và anh mong đây là cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau. Còn em thì sao? Em giờ em run quá, không biết nói. Làm cho em bớt run đi. Trời, gọn gàng luôn chị. Nắm tay nhau nha. Đi trên một quãng đường còn rất là dài, là tụi em còn rất là trẻ ha. Mong muốn là tụi em sẽ thành đôi cho tới ngày thành gia lập tức luôn. Chị trân trọng gửi tặng hai em. Nhớ nha, nhớ công của ông Mai bà mối nha. Chương trình lúc nào cũng dễ thương như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Từng Số Tình Yêu. Và hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi nha, 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình Từng Số Tình Yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mi. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Rồi ai là Du, ai là Trinh? Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là Dư Ngọc Thanh, mọi người hay gọi bằng cái tên thân mật là Thanh Du. Rồi bây giờ nè, đang làm gì nè, bao nhiêu tuổi nè, để các bạn trai bên trong nghe luôn. 27 tuổi, hiện tại em đang là một người dẫn chương trình truyền hình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi vậy kế bên là Trinh rồi. Dạ, xin chào tất cả mọi người, em tên là Thùy Trinh, năm nay em 26 tuổi.